Xin kính chào quý anh chị khách hàng Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của đồng ngũ Car Và trong video ngày hôm nay em sẽ gửi đến cho quý anh chị về bảng giá chương trình khuyến mại mới nhất của mẫu sản phẩm Suki Blin Van năm 2024 Để những quý anh chị đang có nhu cầu tham khảo cần một dòng sản phẩm chạy trong phố mà không lo về phố cấm thì đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất Và trước khi video được bắt đầu Em nghĩa luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ Cũng như là sự tin tưởng của tất cả quý khách hàng đối với dòng sản phẩm Suzuki blin Van năm 2023. Ở thời điểm hiện tại thì vào ngày hôm nay ngày mùng 7 tháng 6 năm 2024, chiếc xe này có mức giá niêm yết là 294 triệu 400 000 đồng và khi trừ tất cả chương trình khuyến mại với mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 286 triệu đồng và lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 284 triệu đồng. Và quý anh chị cần một mức số tiền tối thiểu là 146 triệu đồng để trả góp tại thị trường Hà Nội và 144 triệu đồng trả góp tại thị trường tỉnh. Và đây có lẽ là thời điểm mà có mức giá khuyến mại tốt nhất trong tháng 6 này. Với những màu sắc như màu trắng có thể giao ngay cho quý anh chị. Tổng quan về mẫu sản phẩm Super Carry Van là sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng chuyên trở và sự thoải mái. Điều đó được chứng minh qua cabin tạo sự thoải mái cho người dùng, cốp xe rộng rãi với các cửa mở đóng linh hoạt. Ngoài ra thùng xe được đóng kín nên khả năng bảo vệ các vật dụng được vận chuyển bởi Super Carry Green Van sẽ tốt hơn, nhất là khi điều kiện thời tiết xấu. Về phần ngoại thất của chiếc xe, đầu xe thì chúng ta sẽ có một cái gương mặt khá giống với người anh em Kalichak của mình bởi thiết kế chia thành 3 tầng rõ rệt, trên cùng là kính chắn gió khổ lớn mang đến tầm nhìn đặc biệt tốt cho người lái về phía trước. Bên dưới là cụm đèn pha halogen góc chiếu rộng giúp xe di chuyển tốt trong đêm tối. Tầng dưới cùng là cản trước màu đen, lưới tản nhiệt và đèn sương mù tích hợp. Suzuki cho biết nhờ khoảng sáng gầm lên tới 165mm và lưới tản nhiệt cao thì chiếc xe này có khả năng lội nước sâu tới 300mm. Về thân xe, kích thước khung gầm dài rộng cao lần lượt là 3.290mm x 1.395mm x 1.780mm đặt trên bộ mâm sắt 13 inch và chiều dài cơ sở của xe là 1840 mm. Đáng chú ý chiếc xe này có cửa trượt mở ngang được bố trí hai bên hông xe, thiết kế này giúp cho người dùng bốc dỡ hàng hóa dễ dàng hơn trong không gian chật hẹp. Ở phía sau thì cụm đèn hậu của Suzuki Carry Van bao gồm đèn sương mù, đèn phản quang, đèn phanh được bố trí theo chiều dọc và nằm ở hai bên nắp cốp. Cửa thùng xe được đóng mở nâng cao với độ mở lớn trong khi sàn xe ở độ cao hợp lý giúp người dùng dễ dàng bốc rỡ hàng hóa nội thất khoang cabin tuy có kích thước nhỏ gọn nhưng sukikali brin van lại sở hữu không gian bên trong khá là rộng rãi với hai ghế ngồi mềm mại nâng đỡ cơ thể tốt ngoài ra nhờ vị trí lái cao cùng kính chắn gió lớn cột a mỏng gương chiếu hậu cho góc quan sát rộng nên người lái có tầm quan sát tốt phía trước cũng như hai bên vô lăng tối màu có thiết kế tương tự như vô lăng của những chiếc kali chắc điều đặc biệt và nó mang lại một cái cảm giác lái khá là cốt nằm phía sau vô lăng là cụm đồng hồ cung cấp các thông tin cơ bản như tốc độ báo xăng hay cảnh báo cần thanh nhớt cần châm thêm nước làm mát lô có thiết kế rất đơn giản và khá thân thiện với người dùng ngoài những tiện nghi cơ bản như radio fm mp3 thì người dùng còn được nhận vô số ngăn chứa đồ trên bảng điều khiển rất tiện lợi để đựng tài liệu hay những vật dụng nhỏ như giấy tờ xe ví và chìa khóa Thùng xe rộng rãi ngăn cách cabin với thùng xe là một tấm lồng cuộn. Lợi ích của thiết kế này giúp không gian cabin luôn rộng mở nhưng nhược điểm là năng lượng tiêu hao để chạy hệ thống điều hòa trong những ngày nắng nóng cũng cao hơn. Suzuki Carry Van có kích thước thùng xe lần lượt là 1.700mm x 1.270mm x 1190 m cùng với sàn xe phẳng, không bị bánh xe sau xâm lấn lên việc di chuyển, bốc dỡ hàng hóa khá là dễ dàng. Một điểm mà a à, nữa dành cho Kali Prinvan khi nó có thiết kế cốp được mở từ cả ba phía, hai bên và phía sau. Dù là xe tải nhẹ nhưng Suzuki Capari Prinvan thì vẫn được thương hiệu đến từ xứ sở hoa anh đào trang bị những tiện nghi tiêu chuẩn như máy lạnh cơ, dàn Pilo chính hãng Nhật Bản, à, kết nối USB AUX, hệ thống âm thanh 4 loa công suất 50W và ngăn đựng đồ tiện lợi và các tính năng an toàn trên Super Calibri Van thì sở hữu hệ thống treo siêu khỏe, phanh đĩa an toàn đảm bảo khả năng hấp thụ sóc và tăng độ bền cho xe. Trong khi đó lò xo so lá và khung xe được cố bằng gia cố bằng thép chịu lực rất là chắc chắn. Và động cơ của Super Calibri Van thì là động cơ xăng 4 thì, 4 xi lanh dung tích 970 cc, sản sinh công suất lên tới 42 mã lực và mô men xoắn cực đại là 68 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 5 cấp Và đó là những thông tin mà em Nghĩa muốn gửi đến cho khách hàng trong video ngày hôm nay Video giới thiệu chi tiết về mẫu sản phẩm Kali Brinvan, Van Một những dòng sản phẩm chiến lược của Suki Và quý anh chị cảm ơn mọi người đã theo dõi video Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người Hãy like và đăng ký kênh, thông báo để nhận được thông tin mới nhất Có điều like hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota